Dạ con xin phép chào chú nhé. Con chào cô. Em chào anh trai. Dạ vâng, thì hôm nay đại gia đình nhà mình về đây là nhờ giúp đỡ gì đấy chú? Là trước mắt gia đình tôi từ Tây Ninh xuống anh Hải. Dạ. Tôi có đứa cháu nó giờ đi nguyên nhân biết về thành phố mà nó đi không biết nguyên nhân lý do nào mà mấy bữa nay điện nó không được, thành ra nó nhờ ứng đậu của anh Hải tìm kiếm cháu giùm. Dạ. Chú có thể giới thiệu là chú tên là gì? Đến tôi Ngô Văn Bạn, sinh 1959 ở Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh. Dạ, là chú là ông nội. Ông nội mà nuôi bé từ nhỏ tới lớn, từ dạ. Học 2 tuổi. Cháu nhà mình tên là gì ạ chú? Ngô Thị Trà My. Bé hiện tại tới giờ phút này là bao nhiêu tuổi rồi chú ha? 18 tuổi. Chú có thể chia sẻ cái sự việc cháu của mình sao bỏ đi? Là nguyên nhân là không biết, tại vì nó năm rồi nó còn học lớp 11, nó học không nổi, cái nó xin nghỉ. Rồi nó nghỉ xong thì về nhà cũng chở bà nội đi chợ, nó quanh quẩn giờ chứ cái góc độ quan hệ xã hội thì theo biết là không quan hệ với ai hết tất cả. Nó cái này chắc quan cái đi quen biết lừa đảo sao mình không biết. Mà đêm mùng 3 âm, sáng mùng 4 âm mình á, sáng mới phát hiện nó đi hồi nào không biết, cuốn đồ đi luôn. Rồi qua ngày thứ 3 mấy Zalo nó điện nó được. Nó mới nói con bán quán hủ tiếu ở quận Bình Chánh á. Dạ. Cái qua mấy sao điện nó không được, mới ngày kia mấy Zalo nó được. Nó nói mấy tiếng bà nội nó đưa mặt ra cho bà nội coi coi. Vừa đưa ra cái cắt máy luôn. Qua này Zalo nó điện nó không được, nhắn tin không được luôn. Đó, ngày mùng 3 âm hả chú? Đi của đi mùng 3, sáng mùng 4 âm á. Sáng mùng 4 âm là rơi vào ngày mấy tây chú hả? 13 tây. 13 tây. Mà hiện tại hôm nay là ngày 22 rồi. 22. Vậy là 9 ngày trời rồi. Lúc khi đi thì cháu nội mình có mang theo thứ gì đi không chú? Đồ chỉ quần áo nó thôi, ngoài ra trong nó không biết có 1 triệu vài triệu gì thôi, chứ tiền thì nó không có, đồ nữ trang gì không đem gì hết tất cả. Trước đó thì gia đình nhà mình có vấn đề gì xảy ra không? Không. Nó không biết nguyên nhân lý do làm sao nó đi chỉ vậy thôi. Có ai la dạy gì bé không ạ? Không. Tự nuôi nó từ nhỏ tới lớn mà đâu có rầy la gì nó đâu. Nhà mình đông người không chú? Nhà con thì đông ra riêng hết rồi. Giờ chỉ còn ở nhà có chú Út nó, với tôi với bà nội nó thôi. Là 4 thành viên. À. Bé là từ nhỏ là sống với chú? Từ hồi 2 tuổi tới giờ sống với tôi luôn á. Ba mẹ bé đâu? Ba mẹ nó hồi, nó có bà chị, nhỏ chị. Rồi ba mẹ nó sống cũng ly hôn. Rồi cũng chị nó ở đó ở với tôi mà gả cưới rồi. Giờ còn nó. Đó, ba mẹ ly hôn, mẹ thì có chồng khác, cha có vợ khác. Trời đất ơi. Thì cũng gần sắp lên vậy đó. Mà ba nó thì bò dê nhiều, hồi sáng này cũng không rủ ba nó đi, vì sống chung với tôi mà. Vậy đó. Ba nó cái nguyên nhân là ba nó không rõ, không biết gì hơn, chỉ báo là con Mi đó đêm hôm nó đi mất rồi. Ba nó hai vậy thôi, điện nó không được vậy thôi, chứ ba nó thì cà sạch cà sạc, ba nó cũng không có được như người ta. Vậy là ba mẹ ly hôn từ rất nhỏ, 2 tuổi là về sống chung với ông bà nội. Là năm 2007-2008 gì ba mẹ nó ly hôn rồi. Là ba bây hiện tại bây giờ là có gia đình mới rồi đúng có không chú? Gia đình mới có được thằng con, còn mẹ nó cũng có gia đình khác có con luôn rồi. Có ở gần đó không chú? Không. Thằng ba nó ở gần cách chừng không tới 100 mét nữa. Còn mẹ thì ở xa bên vợ mà ở xa. Vậy là một tay ông bà nội là nuôi cho tới thời điểm trưởng thành 18 tuổi. Nhưng hai chị em luôn. Bởi vì hồi ly dị, hai chồng ly dị á, thì bên kia nói thôi bên ông nội bà nội á, thì nuôi từ nhà gần gũi từ nhỏ tới lớn, thôi nó thân đây để đây đi. Thì ông nội bà nội nhận nuôi nó tới giờ, nó lớn gã rồi, nó chị nó. Còn này nhỏ em. Khổ thiệt sự. Trước cái thời điểm mà ngày 13 tây á, thì gia đình nhà mình có thấy bé có biểu hiện gì bất thường không? Không thấy biểu hiện gì hết. Tỉnh làm nông rồi nó cũng phụ chú nó đi quanh quẩn phụ này kia lặt vặt dắt bò cho uống nước, rồi có uống nước bình thường, không có cái gì khác hết. Mình không biết nguyên nhân, thành ra mới đau đầu chứ phải biết nguyên nhân thì dễ. Ở nhà là cháu nội của chú có xài điện thoại không? Có, xài điện thoại, nít giờ đứa nào không xài điện thoại. Có thường xuyên lên chơi các trang mạng xã hội không ạ? Cái đó thì tôi cũng không để ý. Đó. Vì giờ đứa nào cũng có xài điện thoại đó thì chuyện không nậu nậu làm, chuyện nó chơi. Dạ. Mà gặp tôi lớn tuổi, tôi xài điện thoại cù quắp, bây giờ không hỏi ba cái cảm ứng tôi không xài được, tôi đâu biết gì đâu.
vậy đó. Còn mấy chú nó thì cũng biết mà thấy nó cũng không biểu tượng gì khác hết đó, mình đâu có biết đâu. Tới chừng mất nó rồi mình mới nghĩ, không biết thì nguyên nhân lý do nào mà nó đi không biết, người ta dụ dỗ lường gạt hay bất cứ gì mình cũng không hiểu luôn, nó vậy đó. Vậy là tới giờ phút này là gia đình nhà mình là không có một cái tin tức, thông tin Không có manh tin tức mối hết gì hết trơn hả chú ha? đó. Chỉ thành ra giờ bó tay, chỉ tôi mới nằm nghiên cứu, tôi coi cái mạng của thầy Dạ. Hải này, mình Hải này lâu đời rồi, tôi nói thôi chỉ nhờ cuối cùng xuống đây nhờ thôi, chứ ngoài ra không có đường nào nữa khác hết. Chú theo dõi lâu chưa chú? Rồi tôi coi nay cái này nay mười mấy, trên mười mấy năm, tôi vợ thầy Hải chưa chết mà. Thế là chú là fan hâm mộ cứng rồi. Thấy mặt công trần đã, tôi nói tôi biết, tôi coi mới coi nay mấy ngày kia tôi bắt lên tôi coi thấy giải ba đứa ở Đắk Lắk nữa mà Dạ. đó. Tôi coi rồi coi bữa đó bà cho trạch địa chỉ chủ quán làm dữ nữa mà, tôi coi hết đó trưa là tôi rảnh tôi coi suốt à. Chú coi những cái video vậy chú có truyền tải cho cháu mình nghe không? Con chỉ dạy cho cháu mình biết những cái vấn đề hiện Mình nay cũng không? cũng nói mà xã hội giờ thấy ớn lắm, mình cũng nói cho nó vậy thôi. Cái Dạ. đó, cái bữa mà nó đi bữa trước qua bữa sau á, Zalo nó được, tôi có nói chuyện với nó, kêu nó My ơi con về đi rất nguy hiểm lắm con ơi, về với ông nội đi. Nó mới xuống mà chưa có sao mà về, nó chỗ nào nó biết đâu mà về, nó chỗ nào chỉ đi. Rồi chú Sáu qua trước, tôi có con nó làm ở thành phố này nè, ở dưới này có nhà rồi mà nó nói ở đâu đi cho địa chỉ, nó kêu xe qua trước về. Cái nó mấy tiếng nó cắt nguồn luôn rồi, nó không cho nói chuyện nhiều nó nữa. Cháu nội nhà mình có ngoan không chú? Nó cũng ngoan. Có bao giờ mà bé buồn phiền hoặc là cảm thấy tủi thân không? Không, nó vụ đó nó không có, vì nói không phải mình kể luôn Dạ. là cái hôm tháng giêng âm lịch rằm âm lịch này là anh đi núi, bà nội nó chú nó ông nội nội cũng cưng, có mua cho đồ nữ trang có đàng hoàng, Dạ. trang sức của nó cũng được mấy chỉ vàng chứ không nhiều, nhưng mà về đi núi thì bỏ nhà, cái về bà nội kêu đeo, bà nội đưa cho nó thôi con không đeo đâu đó. Thì núi là núi Tây Ninh Nó á nói Tây Ninh anh. đó, mà nó cái góc độ sửa sạn nó thì nó lèm nhèm lắm, nó không có sửa sạn như lứa tuổi như người ta kem phấn này kia, nó dứt khoát nó không có xài. Có bao giờ là bé là nhắc tới ba mẹ gì không ạ? Không, Không hả? cái vụ đó bị nó lớn lên thì sát ba nó sát bên đó mà Vậy là cả ba cả mẹ bây giờ mọi người đều có cuộc sống riêng. có sống riêng Nhưng mà có bao giờ là mẹ là về thăm bé không? không Không luôn. à. Còn ba thì ở gần đó có thể là Gần chạy qua đó chạy lại được đúng không? ba nó thì gặp mỗi ngày, hoặc là ba điện nó là đưa em nó đi học trước, em đi học thì ở gần cách không được 100 mét. Vậy là cái tình thương của ông bà cũng như là các chú trong gia đình là dành cho bé rất nhiều. Rất nhiều Bởi vì bé sinh ra và lớn lên thì không may rằng là cái hôn nhân của ba mẹ này không được như ý muốn mấy đúng không chú ạ? cưng lắm. Nên mà các chú rồi cũng như ông bà các dì là rất là thương để bù đắp lại cái tình thương của cha mẹ. Nó đối với sống thì cái tình thương nó cha mẹ thì nó thiếu thôi, chứ ngoài ra thân tộc dòng họ các cái nó đều đầy đủ, không ai bỏ nó hết tất cả, tình thương nó lắm. Tới giờ phút này là chú đang sợ nhất là cháu nội nhà mình những ngày qua bên ngoài sẽ gặp điều gì? Nhiều nguy hiểm như vậy. Nguy hiểm Đó. đúng không? Bà nội nó xỉu lên xỉu xuống không à. Cái sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an ở Tây Ninh chưa? Chưa. Mới hồi hồi sáng là mới kêu lên báo nè. Nhà mình phải trình báo cơ quan chức năng nhanh đi. Bởi vì nếu lỡ như có một cái chuyện gì đó thì mình còn nhờ sự trợ giúp hỗ trợ. Bởi vì mình sống mình phải tuân thủ theo pháp luật chú ạ. Còn ngồi kế chú đây là xin phép chào anh trai. Anh có thể giới thiệu anh tên là gì? Văn Trọng. Anh Trọng là con của chú đúng không ạ? Anh là con út hả? Không, thứ năm. Thứ năm. Ồ còn chú út là chú nào? Chú ở Không nhà. còn ở nhà. Vậy là anh lại đâu có sống cùng với gia đình đâu đúng không? Đúng. Anh là có gia đình riêng rồi đúng không? Đúng. Anh có biết thêm cái thông tin gì về bé, về cháu mình không? Không, chỉ có biết cũng đi vậy thôi chứ. Ừ, anh hôm nay là đi về đây cùng với lại ba để hỗ trợ ba về đây đúng không ạ? Dạ con xin phép chào dì. Dì có thể giới thiệu dì tên là gì? Tôi là Nguyễn Thị Hải. Dì Hải à? Dì Hải là như thế nào với bé? Bà Năm. 3 năm. Bà Năm của bé. Bà Năm biết bé bỏ đi lâu chưa bà Năm? Thì bữa đó là đi là bà nội điện á, Dạ. rồi cái bà Năm đi lại vô nhà mới hỏi thăm, chỉ Dạ. biết thôi. Nói ngay thì bà Năm này là bên mẹ nó, À bên ngoại hả? Dạ.
giờ cũng gần đó dạ nên á, mà nên á, ở nhà mấy nhà anh mấy kêu bà Năm ra dạ ý kiến là giờ đi qua bên này ra sao dạ thì thấy bên này cũng hay dạ. Giờ nhờ bên đội chú Hải này tìm kiếm cháu giùm giờ cha mẹ nó vậy đó. Bà Năm thương ha. Tất cả mọi người trong gia đình nhà mình thật sự qua cái câu chuyện nhà mình mà nói thì ai cũng đều thương bé và muốn bù đắp cái tình cảm để cho vơi đi cái phần nào thiếu thốn tình cảm của cha và mẹ, đúng không ạ? Trên cái video này, ông nội có điều gì, cái tâm sự tình cảm gì ông nội tâm sự với bé trên cái video này đi. Ông nội gọi tên cháu mình ra tâm sự đi để hy vọng cháu mình xem được video này để sớm quay trở về. À, mẹ ơi, ông nội đi tìm con nậu xỉu lên xỉu xuống nè, con coi được video nè, con về đi, bất cứ ở đâu con cho địa chỉ nhà trước đội ông Hải, sau đó ông nội rước con về. Chứ bà nội con mà đi riết bà nội mà chết trước mày á, con tranh thủ đi. Chính ngày trời qua ông nội có ăn được cơm không? Cũng không ăn, đúng mà rồi. Nó khác thường mấy bữa khác, nếu mà không quan tâm tới nó, quan tâm nó thì tối ngày thì nó no tối ngày nó. Vậy. Từ cái cả ngày gia đình luôn phải cá nhân một người nào tối bà nội giờ không đi nổi nữa, bà nội nó giờ bỏ đi không nổi, một tay bà lo mà bỏ thì rồi bệnh tiểu đường rồi huyết áp cao này mấy chục năm, mười mấy hai chục năm rồi đó. Thì bỏ giờ xỉu không à, nói thẳng nó vậy đó, tại vì tính đi xuống đây sớm nhưng mà riêng có cái hiểm đó, nó nói con bán được thì con ở không được, mười bữa con về mà nghe cũng hơi an tâm. Mà cuối cùng là mấy cái điện nó không được, càng lo nhiều nữa. Vậy trong quá trình là chính ngày trời qua gia đình nhà mình đã tìm cháu mình ở đâu rồi ông? Chú? Dạ chứ điện thoại thôi chứ đâu có biết ở đâu mà tìm. Dạ. Điện thoại kêu nó cho địa chỉ thì cái bữa trước qua bữa sau á thì nó có nói là ở quận Bình Chánh bán tiệm hủ tiếu của người ta. Mà cái Zalo đó thím dâu của nó có quay mà bữa nay nó không có đi. Không lấy. Tức là chỉ có liên lạc hôm đó thôi đúng không ạ? Về sau là không gọi và không liên lạc được. Có ngày kia nó có quay cái Zalo lên mà bà nội nó kêu đưa mặt cho coi, cái vừa lú mặt cho bà nội nó coi thì cái nó tắt luôn. Cái qua này có thể là có người đang đứng đằng sau lưng chú ạ, có người khống chế, có thể là tới giờ phút này cháu nội nhà mình có thể là sập bẫy của những đối tượng xấu, thậm chí là sẽ bị bắt ép làm những công việc nhạy cảm, những công việc vi phạm pháp luật. Thì đó tôi coi cái trên cái clip này là tôi thấy vậy là tôi rung không á, nói thẳng nó vậy á. Bởi vì từ đầu năm 2024 cho tới thời điểm ngày hôm nay, rất nhiều các tình trạng bé gái thiếu tuổi cũng như là đủ tuổi bỏ nhà đi rất nhiều. Anh em đã ghi nhận rất nhiều. Từ năm 2024 này hả chú? Hình như hầu như là cái tình trạng bỏ đi là đa số là các bé chơi các trang mạng xã hội và bị dụ dỗ cám dỗ qua trang mạng xã hội là nhiều. Thật sự đó là cái điều đáng tiếc. Và tới giờ phút này thì cả gia đình hiện tại bây giờ là đặc biệt là ông bà nội rất hoang mang và lo lắng, bởi vì tuổi già sức yếu rồi mà rơi vào cái tình trạng rất là bất ổn, đúng không ạ? Lo lắng cho cháu không biết giờ này cháu như thế nào, ăn uống ra sao và đặc biệt là có khỏe hay không, hay là bị những đối tượng xấu có thể là vì trục lợi cá nhân để mà là gây ra một cái hậu quả nặng nề với bé, đúng không ạ? Đó là cái điều mà gia đình rất lo lắng. Dì Năm có cái điều gì muốn tâm sự nhắn gửi, hy vọng là cháu của dì là sớm quay trở về. Dì Năm cũng kêu mi nhà con á, thì giờ bà nội thương hết nhà, ông nội rồi ai cũng thương con. Giờ con coi được cái video này đó, con phải về. Giờ tất cả cháu của dì Năm cũng vậy, coi cái video của mấy mi này phải tránh xa ra, ai dụ dỗ cũng đừng có mà nghe lời, đi bán đi buôn gì cũng không có nghe lời, để tránh cái tình trạng này xảy ra. Dì Năm cũng không có gì, kêu con về đi với ông nội bà nội đi. Còn bé gọi chú là chú Năm mà. Rồi chú Năm tâm sự với bé đi. Mày ơi về đi con, không ở bên nội, ở bên chú Năm cũng được, con về với bà nội bệnh chết mày ơi. Con về đi mày ơi, thiệt bà nội giờ yếu lắm rồi con ơi. Con mất bà nội con hả mày, về đi muốn đi làm mày. Đâu đó rõ ràng mày thì cho con đi làm cũng được nữa. Thật sự cả gia đình rất thương bé. Cảm nhận qua cái câu chuyện, qua cái chia sẻ thì bản thân con ngồi đây thì con cảm nhận rằng gia đình là rất là yêu thương bé. Không giống rất nhiều trường hợp mà ba mẹ ly thân, nhưng mà cả bên ngoại, bên nội đối xử với bé, nhiều trường hợp nhé, con nói nhiều trường hợp là đối xử với bé rất là tệ.
Nhưng mà riêng trường hợp nhà mình thì con lại thấy là gia đình, ba mẹ thì thờ ơ, con thấy là ba mẹ là không có trách nhiệm rồi đấy. Chú công nhận với con điều này không? Đúng rồi. Con thấy là ba mẹ là không có trách nhiệm. Bởi vì con của mình sinh ra, khi mình hôn nhân không đổ vỡ nhưng mình vẫn phải có trách nhiệm với các con. Nhưng mà tới giờ phút này thì con thấy là cả ba và cả mẹ là con thấy là đều là không có trách nhiệm. Mà nhưng mà may mắn rằng là cả nội cũng như là dì Năm bên ngoại rất là yêu thương bé, thì điều đó là cái điều là rất là tuyệt vời. Thì cái sự việc của gia đình nhà mình thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là ghi nhận chú nhá. Chú còn có điều gì chú muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình không? Đó, cũng như chúng ta đây thì trước mắt á, thì góc độ này tôi nông dân thì không biết nhiều, nhưng coi cái mạng của Thanh Hải, Công Trần với các anh em á, thì cuối cùng tôi nhờ mấy anh tìm được cháu tôi. Suốt cuộc đời này tôi nay gần 70 tuổi, biết ơn anh em tất cả, chứ ngoài ra tôi giờ bó tay, chứ ngoài ra không biết đâu mà tìm được cháu á. Chủ yếu rất tin tưởng hai đội của Thanh Hải, Công Trần với anh em ở đây với cộng đồng mạng. Con thành thật cảm ơn chú rất là nhiều, và chú đã luôn luôn yêu thương cũng như là tin tưởng anh em đội hiệp sĩ rất nhiều. Thì con không biết nói gì hơn, thì con chỉ biết cảm ơn và chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe thôi. Và con hy vọng rằng là cháu gái của chú sớm xem được video này, dù bất kỳ là đang ở đâu đó, chưa về được thì phải liên hệ về với gia đình, và đặc biệt rằng phải thu xếp tất cả mọi thứ để mà về đoàn tụ với lại gia đình. Hiện nay thì bà nội là rơi vào cái tình trạng là suy sụp hoàn toàn, mà cả gia đình bây giờ là mất ăn mất ngủ, bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm cháu, thì đó là cái điều thật sự rất là đáng buồn và đáng tiếc. Hy vọng là bé gái con đang ở đâu, nếu mà con được xem được video này, thấy ông nội, dì Nam, chú Nam của con về đây lặn lội một quãng đường rất xa xôi, Tây Ninh về đây chắc hơn 2 tiếng đó chú ạ. Hơn 2 tiếng. Để mà đi tìm con, thì con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu tới giờ phút này mà trường hợp mà con không thể về được, bị ai đó khống chế không cho con về, thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số của các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Các chú sẽ có cách, có hướng lên kế hoạch để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn nếu mà không bị ai khống chế mà con mải mê, con vì một cái chuyện gì đó buồn phiền trong cuộc sống cũng như là con muốn đi làm, thì bản thân chú khuyên chân thành con là hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì bên ngoài xã hội rất nhiều cặp bẫy, và đặc biệt rằng bản thân con là con gái chưa từng va chạm bên ngoài. Chú hiểu được rằng là con sinh ra và lớn lên thì con thiếu đi tình thương của ba mẹ, nhưng mà rất may mắn rằng con được ông bà cũng như là các chú các dì yêu thương rất là nhiều. Mỗi người mỗi số phận con gái ạ. Nên mà con gái ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì tiếp tục ngày hôm nay ngày 22 tháng 3, anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận tiếp tục một trường hợp là tìm kiếm người thân. Và đặc biệt trong câu chuyện này thì em rất mong rằng cái video này được sự chia sẻ của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, lan tỏa hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được bé để đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Và đây cũng là một cái lời cảnh tình cảnh giác, bởi vì hiện nay là tình trạng các bé gái bỏ đi rất nhiều, nên rất mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con cũng như là chia sẻ những cái video của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để cho các con cảnh giác. Bởi vì chính vì thời buổi càng phát triển, mạng xã hội càng hiện đại, thì những chiêu trò của những đối tượng xấu càng nhiều, nên mà con em chúng ta là rất dễ bị sập bẫy của những đối tượng. Nên rất mong rằng tất cả các bậc phụ huynh hãy quan tâm các con cũng như là tuyên truyền cho các con để tránh trường hợp các con bị những kẻ xấu dụ dỗ lôi kéo đi. Dạ rồi thì cuối video này con không biết nói gì hơn, thì chúc cho đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt cuối video này, ông nội của bé My xin trước cầu chúc đội của anh Hải và Công Trần có nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi sau nếu tìm được cháu tôi báo về tôi được. Suốt đời này tôi sống, tôi một ngày còn sống tôi gắn đội ơn và nhớ ơn. Nói kể như bé sanh ra một lần nữa. Nói chỉ giờ chỉ lời gì chứ chúc cuối cùng của đời tôi, giờ tôi hy vọng ngay đây, thành ra tôi xuống ngay đây thôi, chứ ngoài ra là cơ quan các cái thì tôi ở Tây Ninh, thành phố thì bỏ đây tôi còn lạc, tôi biết đâu. Dạ. Thành ra ngày hôm qua mới điện cái số đó là tôi kêu điện xe, hợp đồng xe là kêu đi xuống đây liền. Thế qua Hải nó 7 giờ gặp 7 giờ
trận 4 giờ đi, đi xuống tới đây á mà nãy 6 giờ rưỡi đó. Thì giờ gặp thì giờ chỉ nhờ vậy thôi chứ cuối cùng giờ tôi không biết còn nhờ cậy ai nữa tất cả. Chú cứ yên tâm đi anh em, cũng như là tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể. Thì hôm nay chú về đây cùng với lại con trai cũng như là dì Năm, nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm cháu nội. Thì gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu cũng như là tìm con về cho gia đình nhà mình không ạ? Tôi không, tôi cho tải đồng ý. Gia đình nhà mình đồng ý hết ý hết. Không phản đối, không nói ngược, nói ngạo tiếng nói nào hết. Dạ, chú ơi, ở đây thì tụi con là giúp đỡ gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí chú nha. Biết cái đó tôi dạ. Biết. Thì cuối video này thì con không biết nói gì hơn để chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là cháu nội sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất. Chú nha. Thôi gia đình nhà mình cố gắng nha và động viên đại diện, cảm ơn nội Hải và cảm ơn cháu. Chú về chú động viên cô cố gắng ăn uống, mọi chuyện thì không sao đâu. Thì anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải cũng như cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ gia đình nhà mình. Hy vọng một ngày gần nhất thì cháu nội sẽ được quay trở về an toàn nhất để đoàn tụ với gia đình chú ạ. Hy vọng. Tìm kiếm giùm cháu. Dạ. Dạ rồi thì em thay mặt đội hiệp sĩ người Thanh Hải, thay mặt gia đình thì gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Em không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn là bình an cũng như được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em xin phép xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Chú xin cảm ơn. Dạ con chào gia đình nhà mình nhé chú. Dạ.